Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, Chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 4. Ngày 2 tháng 4, Đoàn Công tác Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an làm trường đoàn đến dân Hương, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Cùng đi có lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng. Trước anh Linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ cục an ninh kinh tế đã thành kính dâng lên người những đóa hoa tươi nén hương thơm báo cáo với bác về những nỗ lực thành tích của đơn vị thực hiện theo lời dạy của người những năm qua đảng ủy lãnh đạo cục an ninh kinh tế và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã luôn bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn triển khai thực hiện và hoàn thành tốt chương trình kế hoạch nhiệm vụ công tác thường xuyên đột xuất được giao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh của người, cục an ninh kinh tế nguyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, đoàn kết, thống nhất, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập thực hiện 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm biên phòng Bắc Bó, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và công an xã Trường Hà tại các nơi đến thăm, tặng quà, đoàn đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Mong muốn thời gian tới, cán bộ chiến sĩ các đơn vị phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thưa quý vị và các bạn, trong quý I năm 2023, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, tổng lượt khách ước đạt 321.694 lượt, bằng 246% so với cùng kỳ, đạt 24,7% kế hoạch. Trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên 4.200 lượt, bằng 1.595,2% so với cùng kỳ, đạt 4,3% kế hoạch. Khách du lịch nội địa đạt trên 317.000 lượt bằng 243% so với cùng kỳ, đạt 26,5% kế hoạch. Tổng thu du lịch ước đạt 210 tỷ đồng bằng 1.304,3% so với cùng kỳ, đạt 23,3% kế hoạch. Công suất sử dụng phòng đạt 35,7%. Các điểm đến được du khách quan tâm gồm các điểm danh làm thắng cảnh nổi tiếng như tháp bàn dốc, động ngầm ngao, núi Mắt Thần và các khu di tích quốc gia đặc biệt. Trong đó, khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, huyện Hà Quảng đón tiếp 344 đoàn với 44.112 lượt khách tham quan. Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần hữu Đạo, huyện Nguyên Bình đón 16 đoàn với 552 lượt khách tham quan. Khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng biên giới, huyện Thạch An đón 62 đoàn với 5.494 lượt khách tham quan. Ngay từ đầu năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển du lịch dịch vụ bền vững. Chỉ đạo khảo sát, xây dựng chương trình du lịch tuyến kết nối giữa huyện Hà Quảng và huyện Trùng Khánh, làm việc với tiểu ban thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về công tác xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO Nón nước Cao Bằng và nội dung chuẩn bị cho hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới châu Á Thái Bình Dương tại Cao Bằng năm 2024 chỉ đạo, phối hợp tổ chức các chương trình lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch tham quan trải nghiệm. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đột phá về phát triển du lịch dịch vụ bền vững năm 2023, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại dịch vụ, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước cao bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 5 năm 2023 và được áp dụng từ kỳ thi năm 2023. Theo đó, những sửa đổi bổ sung liên quan đến Ban chỉ đạo các quốc gia sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông, đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh, hội đồng ra đề thi, in sao vận chuyển và bàn giao đề thi tại hội đồng thi, Bảo quản sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi, ban coi thi làm thủ tục dự thi cho thí sinh, khu vực chấm thi, ban làm phách bài thi tự luận. chấm bài thi tự luận, quản lý điểm bài thi, phúc khảo bài thi và điểm ưu tiên. Đáng chú ý, quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy chế mới chỉ bao gồm bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Atlas Địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý. Quy chế mới cũng quy định thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Bên cạnh đó, quy chế còn có sửa đổi bổ sung về điểm ưu tiên liên quan đến một trong những đối tượng thuộc diện cộng 0,25 điểm và 0,5 điểm ưu tiên. Sửa đổi về việc làm đề thi nhằm tránh kẽ hở. Đối với việc chấm phúc khảo bài thi tự luận, theo quy định mới, Mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27 tháng 6 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 28 và 29 tháng 6 tổ chức coi thi Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dành ra ngày 30 tháng 6 để dự phòng. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, thăm hỏi, động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, khảo sát việc đảm bảo thuốc. Cuộc khảo sát nhằm chuẩn bị cho việc phục vụ hội nghị trung ương sắp tới. Dự kiến thảo luận một số vấn đề về chính sách xã hội, việc triển khai các nghị quyết, nghị định của chính phủ và thông tư các bộ ngành liên quan tới ngành y tế, đặc biệt là liên quan tới việc mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế, tìm hiểu các khó khăn vướng mắc vấn đề đặt ra trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân. Thủ tướng đã khảo sát cơ sở vật chất, động viên đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đặt tại thành phố Nha Trang thăm hỏi động viên người bệnh đang điều trị tại đây. Đặc biệt, Thủ tướng dành nhiều thời gian trực tiếp hỏi nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc đáp ứng nhu cầu thuốc, sinh phẩm y tế. Đa số bệnh nhân cho biết nhu cầu thuốc và tư y tế được bệnh viện bảo đảm, không phải mua ở bên ngoài. Nhiều bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Thủ tướng đề nghị ban lãnh đạo và tập thể bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức Tập trung nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, hướng đến mục tiêu phát triển bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành bệnh viện tuyến cuối khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Là trung tâm đào tạo, khám chữa bệnh tuyến cuối của nhân dân vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thủ tướng đề nghị bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực cao nhất trong điều kiện hiện có, theo đúng tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền, sáng y đức, sâu y lý giỏi y thuật, tận tâm, tận tụy, nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh cao cả bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao cần quan tâm lắng nghe, nắm bắt sâu sát tình hình thực tiễn, chủ động kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết các đề xuất kiến nghị của bệnh viện nói riêng và của toàn bộ hệ thống y tế nói chung kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, điều chỉnh các quy định phù hợp. Trước mắt, cần tập trung giải quyết ngay, xử lý dứt điểm các vấn đề về thuốc, trang thiết bị và tư y tế đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người bệnh và giá cả hợp lý, đảm bảo chính sách, chế độ đối với người bệnh, nhân viên y tế. Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để người nhà yên tâm, hạn chế việc người nhà phải vào chăm sóc bệnh nhân, một mặt giảm quá tải, Mặt khác, để người nhà bệnh nhân dành thời gian để làm việc, đồng thời quan tâm những gia đình bệnh nhân còn khó khăn. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ Mô ASEAN Cộng 3 AMRO dự báo năm nay kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt nhất khu vực ASEAN, đạt mức 6,2%. Tăng trưởng khu vực ASEAN Cộng 3 đạt 4,4%. Trong đó, các nước ASEAN dự báo đạt tăng trưởng 4,6%. Các nước Cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dự báo tăng trưởng 4,4%. Năm nay ASEAN cộng 3 tiếp tục phải đối mặt với các rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát gây đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù vậy, sự phục hồi của Trung Quốc có thể tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung trong toàn khu vực. Amro khuyến nghị các nước cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ đảm bảo kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Trong các khảo sát gần đây, về chỉ số môi trường kinh doanh việt nam luôn được lựa chọn là top điểm đến hàng đầu cho đầu tư của các doanh nghiệp châu âu cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực việc việt nam có nhiều tiềm năng từ vị trí địa lý độ mở hiệp định thương mại tự do hay sự tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của việt nam về nguồn nhân lực và đặc biệt là chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng xanh Mới đây chương trình truyền hình Chào tiếng Việt dành cho người Việt Nam ở nước ngoài chính thức ra mắt. Đồng thời, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023. Chương trình do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao và Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sự tham gia của lãnh đạo và đại diện các đại sứ quán. Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các trường lớp cơ sở dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Chương trình nhằm triển khai thực hiện đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030 và kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuộc thi tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023 là hoạt động ý nghĩa khởi động cho các hoạt động triển khai kế hoạch Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023. Cuộc thi tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023 được tổ chức thành 3 giai đoạn trong gần 5 tháng từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023. Năm thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn ở vòng chung kết sẽ được trao danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023. Tại lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2023 dự kiến vào ngày mùng 8 tháng 9 năm 2023. Từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, Thông tư 02 ngày 9 tháng 2 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, Thông tư 02 đã bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Đối tượng áp dụng là người làm việc tại cơ sở y tế, trong phòng thí nghiệm liên quan đến mẫu chứa virus SARS-CoV-2, nhóm khác là những người làm việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2 như công việc trực tiếp trong các khu cách ly, hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại nhà những đối tượng trên mắc COVID-19 trong quá trình lao động từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và sẽ được hưởng chế độ nếu đủ điều kiện. Chuyển sang tin quốc tế, mới đây chính phủ Nhật Bản đã quyết định thông qua kế hoạch cơ bản xúc tiến du lịch quốc gia. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Nhật Bản mới thông qua một kế hoạch mới về du lịch nhấn mạnh vào mục tiêu thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch nước ngoài. Theo kế hoạch cơ bản mới về xúc tiến du lịch quốc gia của Nhật Bản, mục tiêu đặt ra là tăng số khách du lịch, đồng thời tăng chi tiêu trung bình của mỗi du khách nước ngoài đến Nhật Bản lên 200.000 yên, khoảng 1.550 USD vào năm 2025, cao hơn 40.000 yên so với kế hoạch trước đó. Để đạt được mục tiêu này, Nhật Bản sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và giá trị của du lịch như cho phép tăng số ngày lưu trú trong các tour du lịch, thúc đẩy khai thác các thế mạnh về du lịch như ẩm thực hay cảnh quan thiên nhiên của các địa phương để thu hút du khách nước ngoài, kích cấu mua sắm của khách du lịch tại các cửa hàng miễn thuế thông qua việc mở rộng các dịch vụ và tiện ích tại đây. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!